Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89, bộ truyện Đô thị Trận Pháp sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện này. ở một căn cứ của Mỹ. Tên lửa vận chuyển khổng lồ đã đến. Trong giai đoạn tiến hành châm lửa, mấy nhân viên chấp hành nhiệm vụ lần này đã sắp xếp một chiếc phi thuyền vũ trụ vô cùng tân tiến. Theo tên lửa vận chuyển bay vào vũ trụ, sau đó bay về hướng tiểu hành tinh này. Đếm ngược bắt đầu sau một tiếng châm lửa. Tên lửa vận chuyển khổng lồ bay lên trời, bay về phía bầu trời tên lửa vận chuyển to lớn mang theo chiếc phi thuyền vũ trụ bay xuyên qua tầng khí quyển, bay ra vũ trụ. Sau đó phi thuyền và tên lửa tách ra. Chiếc phi thuyền khởi động động cơ hướng về hành tinh nhỏ mà phóng. Dựa theo tốc độ phi hành thì còn khoảng 2-3 ngày sẽ tới. Hành tinh nhỏ và phi thuyền ngày càng sát nhau. Trên mặt đất, hàng ngày trung tâm giám sát của Mỹ đều theo dõi vô cùng cẩn thận phi thuyền vũ trụ bắt đầu truyền thông tin tới tất cả đều bình thường khiến cho toàn bộ trung tâm chỉ huy vui mừng hoan hô lần hành động này của mỹ toàn thế giới livestream trực tiếp tất cả mọi người đều ngừng lại nhà xưởng đình công trường học nghỉ siêu thị đóng cửa ngừng bán mọi người đều thông qua tv các loại mạng lưới internet để theo dõi tình hình ánh mắt của toàn bộ thế giới đều tập trung vào nước mỹ mọi người theo dõi chiếc tên lửa vận chuyển khổng lồ nhìn tên lửa và phi thuyền tách rời thành công thấy phi thuyền vũ trụ hướng ra vũ trụ bay đi hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt hoan hô đồng thời trong lòng cũng căng thẳng dị thường mọi người đều hiểu là thành hay bại đều phụ thuộc vào lần hành động này mấy chục triệu trái tim căng thẳng mấy chục triệu con mắt nhìn kỹ tất cả những thứ này nhìn chiếc tàu con thoi hướng về vũ trụ xa xăm. Người trên phi thuyền cũng không dám lơ là, tập trung thao tác. Sau thời gian dài phi hành dựa theo kế hoạch, phi thuyền vũ trụ bắt đầu tiếp cận hành tinh nhỏ, lại thuận lợi vòng tới bề mặt hành tinh nhỏ, tăng tốc tiến tới, khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng nhỏ. Phi thuyền gồm buồn chỉ huy, khoang phục vụ và khoang đổ bộ trong đó buồn chỉ huy là trung tâm kiểm soát toàn phi thuyền, cũng là nơi các phi hành gia sinh hoạt và làm việc. Khoang phục vụ tổ ong do kim loại nhẹ tạo thành, chia làm 6 khoang, chứa động cơ chủ, hòm trữ đồ và tăng áp lực, hệ thống điện khí các loại. Phía trước kết nối với buồn chỉ huy, sau là hệ thống tự động đẩy, khoang đổ bộ chuẩn bị cho việc đổ bộ vào đất liền. Lúc này bên trong buồn chỉ huy xuyên thấu qua lớp pha lê dày đặc, có thể nhìn thấy hình dáng rất không có quy tắc ở mặt ngoài lan lỗ của hành tinh nhỏ. Thông qua máy móc, thiết bị tương quan trên phi thuyền quay lại rõ ràng, rồi truyền tới trung tâm chỉ huy. Chứng kiến tất cả những thứ này, trung tâm chỉ huy trên trái đất vô cùng căng thẳng. Tuy rằng những thứ này đều nằm trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới, hành tinh nhỏ này trông lại nham nhở đến vậy. Lệnh của trung tâm chỉ huy nhanh chóng truyền lên phi thuyền tiếp tục tiếp cận hành tinh nhỏ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm địa điểm tiếp đất. Nghe được lệnh của chỉ huy, các đoàn viên trên phi thuyền không dám bất cẩn. Vận mệnh toàn thế giới đều đặt hết lên vai mình. Lái thuyền vũ trụ một mặt tiếp cận hành tinh nhỏ, một mặt khác bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để tiếp đất. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc Trong một phòng họp, thường ủy, ủy viên tổng cộng hai mươi mấy người tất cả đều ngồi ngay ngắn nét mặt mọi người ai nấy đều lộ rõ nghiêm túc bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị hiện lên trên màn ảnh lớn rõ ràng là tin tức về việc phóng tên lửa của mỹ thấy phi thuyền vũ trụ thuận lợi bay đi những ông lớn mới thoáng thở vào một hơi vị thường ủy đứng lên phát biểu các đồng chí nếu như nước mỹ lần này không thành công thì thật là không tốt một vị thường ủy khác bổ sung vì để phòng ngừa bất trắc Nên nghĩ tới tình huống xấu nhất đi Chúng ta hãy đặt những tên lửa Ở trạng thái sẵn sàng Bắt đầu khóa chặt mục tiêu Chỉ cần ra lệnh một tiếng Thì sẽ bắn đạn hạt nhân Mệnh lệnh rất nhanh đã truyền tới Các bộ phận bí mật Tại những địa phương bí ẩn Từng đầu đạn hạt nhân bắt đầu dịch chuyển Tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng bắn Ở trung tâm phóng vệ tinh Một hỏa tiễn đã bắt đầu tiến vào bể bắn Hỏa tiễn này không phải dùng để phóng vệ tinh, mà là một đầu đạn hạt nhân có sức tàn phá vô cùng khủng bố. Sau khi hoàn thành xong mệnh lệnh, mọi người trong phòng họp vẫn tập trung nhìn lên màn hình lớn, rất quan tâm tới lần hành động này của nước Mỹ. Các nước khác trên thế giới không ít người bắt đầu tổ chức hội nghị, ở thời khắc cuối cùng này, các nơi trên thế giới lại không có bạo loạn, dân chúng nhất trí lạ kỳ tụ tập thành những nhóm lớn xem nước Mỹ livestream. Đây là livestream toàn thế giới, đồng thời tất cả cũng vì nhân loại mà khấn cầu. Đặc biệt là một số quảng trường thành phố lớn, thực sự là người người tấp nập, lượng lớn người tụ tập với nhau. Nhiều người như vậy mà lại hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung lên trên màn hình lớn. Thấy phi thuyền vũ trụ bắt đầu tiếp cận hành tinh nhỏ không ít người hồi hộp căng thẳng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một số thánh địa tôn giáo lại càng nùng nộp người, những tín đồ thân thể tiều tụy liên tục quỳ lại, cầu khẩn thần linh phù hộ. Trong không gian, phi thuyền vũ trụ dần dần tiếp cận hành tinh nhỏ, thiết bị camera trên phi thuyền cũng ghi lại tất cả những việc này, truyền lại rõ ràng tới mặt đất. Đồng thời trên mặt đất có không ít kính thiên văn to lớn đang quan sát hiện nay khoa học kỹ thuật nhân loại rất phát triển những chiếc kính thiên văn này cũng có thể thấy rất rõ trên vũ trụ kính viễn vọng nhìn thấy tất cả và chuyển hóa thành hình ảnh phát cho thế giới khoảng cách giữa phi thuyền và hành tinh nhỏ càng ngày càng gần hoàn toàn nhìn rõ bề mặt hành tinh nhỏ hành tinh này bề ngoài đâu đâu cũng loang loang lỗ lỗ toàn bộ đều là những vết trạng và hẻm núi dày đặc cũng không thiếu gai nhọn lớn đâm ngược hầu như không có chỗ nào đặt chân được Ôi thế này làm sao mà tiếp đất đây Tình hình của hành tinh nhỏ rõ ràng truyền về trái đất Nhất thời toàn bộ trung tâm chỉ huy Bị bao trùm bởi khẩu bầu không khí nghiêm trọng Một khi dằm đất thất bại Sẽ đồng nghĩa với việc kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ Một khi thất bại Không chỉ nước Mỹ nhục nhã Bởi vì nước Mỹ đắc ý dạt dào Khoát lát nắm chắc trăm phần trăm Phi thuyền có thể thành công Mặt khác, nước Mỹ ê chề chỉ là việc nhỏ một khi hành tinh này đâm vào địa cầu thì toàn thể nhân loại sẽ bị hủy diệt. Tổng thống Mỹ cùng một đám chính trị gia của Mỹ cũng hết sức quan tâm. Nhìn tình huống này, mặt mày tổng thống nghiêm túc. Trung tâm chỉ huy mặt đất vẫn tiếp tục phát lệnh, tình huống như vậy chỉ có thể tiếp tục tìm điểm chạm đất. Phi thuyền tìm ở mặt sau hành tinh này, cẩn thận tìm kiếm địa điểm chạm đất tốt nhất. Thời gian cứ từng phút một trôi qua thuyền trưởng nhiên liệu không có đủ chúng ta nhất định phải lập tức tiếp đất nếu không chúng ta căn bản không đủ nhiên liệu để quay trở về địa cầu nghe vậy biểu cảm trên mặt phi hành trưởng nghiêm trọng lập tức báo cáo tình huống cho trung tâm chỉ huy mặt đất sau khi trung tâm chỉ huy mặt đất bàn bạc xong ra lệnh cứ mạnh dạng tiếp đất hành tinh nhỏ bên trái có một vị trí cách đó mấy cây số có một hẻm núi lớn nhưng địa thế chỗ hẻm núi không được bằng phẳng chỉ có một đoạn ngắn là hơi bằng phẳng. Phi thuyền bắt đầu đổ bộ, mọi người dồn dập tiến vào khoang đổ bộ. Phi thuyền vũ trụ cách hành tinh nhỏ đã rất gần, hoàn toàn đạt đến khoảng cách có thể hạ cánh. Phi hành trưởng hít sâu một hơi, làm dấu thanh giá trước ngực, sau đó bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Phi thuyền hạ cánh vô cùng nguy hiểm, không thể có nửa điểm sai sót. Tất cả mọi người đều tập trung 100%, không dám lơ là dù chỉ một chút thao tác đâu vào đấy Bắt đầu đổ bộ Trải qua quãng thời gian phi hành Một tiếng nổ trầm đột vang Rốt cuộc cũng hạ cánh thành công xuống thung lũng Nhưng đáng tiếc Đây không phải là một địa điểm tiếp đất lý tưởng Nên chạm đất không được vững vàng Từ tiếng động trầm đục có thể thấy Mau, nhanh kiểm tra tình hình khoan đổ bộ Nhanh nhanh Phi hành trưởng lập tức lớn tiếng hồ Rất nhanh, một thuyền viên đã sợ hãi kêu to Thuyền trưởng, khu nhiên liệu xảy ra tình huống nghiêm trọng, sắp phát nổ rồi. Nghe vậy phi hành trưởng kinh hải lập tức lớn tiếng hô. Nhanh nhanh, dập tắt lửa đi. Nói rồi phi hành trưởng dùng sức xịt bình chữa cháy. Đối với tình huống này, phi hành trưởng đã biết không còn cách nào cứu vãn, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Trung tâm chỉ huy mặt đất nhất thời hoảng loạn, thậm chí có nữ sĩ hét rầm lên. Có người thậm chí không thể tin được bụng miệng mình rất nhanh trên từng màn hình đều hiện ra hình ảnh lót tín hiệu, thông tin gián đoạn. Nhanh, nhanh chuyển đổi tín hiệu, nhanh lên. Rất nhanh chuyển thành tín hiệu vệ tinh. Trong vũ trụ đang có vệ tinh của Mỹ giám sát nghiêm ngặt hành tinh nhỏ nên vẫn có một ít tín hiệu mờ nhạt. Có thể nhìn thấy hành tinh nhỏ đang lao tới với vận tốc cực lớn. Không ít người gào khóc thầm nghĩ, nhân loại thật sự bị tiêu diệt như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác tránh khỏi tai nạn lần này. Lúc này tình cảnh toàn bộ trung tâm chỉ huy thật sự bi thảm. Đột nhiên, mọi người thấy trên màn ảnh Lấy lên ánh lửa dù muốn phát nổ. Thấy tình cảnh này, mọi người ngừng lại quan sát. Trên phi thuyền có chứa đầu đạn hạt nhân. Nhìn thấy đạn hạt nhân nổ tung, mọi người dồn dập hoang hô. Trên hành tinh nhỏ theo ánh lửa lấy lên, mọi người ngờ ngợ nhìn thấy đám mây hình nấm bay lên. Đây chính xác là đạn hạt nhân nổ tung không ít người hoang hô, nhiều người thậm chí còn ôm nhau mà nhảy. Các nơi trên thế giới, mấy tỷ người quan tâm xem livestream của nước Mỹ, chứng kiến chuyện trên phi thuyền. Khi phi thuyền cháy, tất cả mọi người đều căng thẳng, thậm chí có một số người đã bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đạn hạt nhân nổ tung, mọi người phản phất như nhìn thấy hy vọng lóe sáng, đều dùng dập hoang hô nhảy cẩn lên. Tất cả đều cho rằng tai nạn đã được giải trừ, mọi người đều đã an toàn. Tổng thống Mỹ cũng xem livestream, nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy đạn hạt nhân nổ tung, nhất thời hưng phấn dùng sức vung vẩy nắm đấm, trên mặt lộ rõ hưng phấn lẫn kích động. Vừa nãy phi thuyền cháy, sau đó không lâu đạn hạt nhân nổ. Mọi người biết chắc chắn các phi hành gia trên đó đã hy sinh kích nổ. Thế nhưng tất cả đều đã vui mừng quá sớm. Sau vụ nổ hành tinh này cũng không chia năm sẽ bảy như trong tưởng tượng mà vẫn tiếp tục lao tới như không bị ảnh hưởng. Thấy hành tinh khổng lồ lao tới, nhất thời toàn bộ thế giới rơi vào trong yên tĩnh. Bắc Kinh, Trung Quốc Nội các thường ủy cùng các ủy viên tất cả đều nhìn thấy tình cảnh ban nảy. Thấy sau khi nạn hạt nhân nổ tung thì hành tinh đó vẫn bình an vô sự. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch Biểu cảm trên mặt mọi người biến đổi rất mạnh. Vốn mọi người định chờ đến khi hành tinh nhỏ đến gần thì sẽ sử dụng đạn hạt nhân để phá hủy. Nhưng thấy sau khi đạn hạt nhân nổ rồi mà hành tinh này vẫn bình an vô sự. Mọi người biết dù cho có phóng đạn hạt nhân từ mặt đất lên thì cũng không thể cứu vãn được. Nhất thời, tất cả đều không lên tiếng, hoàn toàn yên tĩnh. Đạn hạt nhân cũng không thể phá hủy hành tinh này, lẽ nào ngày tàn của nhân loại thật sự tới. Trong lòng mỗi người đều chán nản và tuyệt vọng, Vương Hoành Sơn cũng không ngoại lệ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Một thành viên thừa ngủy liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử đếm ngược thời gian hành tinh nhỏ va và chạm vào trái đất. 32 giờ 46 phút 12 giây. Đột nhiên, một nhân viên đẩy cửa đi vào. Trên nét mặt vui mừng. Đây là thư ký của Vương Hoành Sơn. Mọi người không nhìn rõ anh ta. Viên thư ký này một mạch đi thẳng tới chỗ của Vương Hoành Sơn trên hòn đảo nhỏ Nam Thái Bình Dương. Nơi này tự như tách biệt hoàn toàn với thế gian. Bên ngoài đang diễn ra nhiều sự kiện như thế, mà ở đây lại gió êm sóng lặng. Hoàng thiên đang chậm chậm thu công liên tục tu luyện mấy tháng. Linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ. Trận pháp dự trữ năng lượng cũng không còn linh khí. Nếu như không phải đã dùng hết linh khí, thì Hoàng Thiên cũng không nở thu công. Hắn dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Tu luyện liên tiếp mấy tháng, tu vi của Hoàng Thiên đã thuận lợi đạt đến ngưng mạch tầng 5 hậu kỳ, còn cách ngưng mạch tầng 6 không xa. Tiến vào ngưng mạch tầng 6 sẽ hoàn toàn khác biệt, ngưng mạch tầng 6, 7, 8 thuộc về ngưng mạch hậu kỳ. Sau khi đạt tới ngưng mạch hậu kỳ, Hoàng Thiên có thể bày được trận pháp cấp 4, đúng là mê hoặc. Trong trận pháp truyền thừa mà Hoàng Thiên nhận được, trận pháp cấp 4 chiếm đa số, đây hoàn toàn là một thế giới mới. Trận pháp cấp 1, 2, 3 là trận pháp sơ cấp, còn trận pháp cấp 4 là trung cấp. Thảo nào Hoàng Thiên lưu luyến không muốn thu công. May là không còn linh khí để tu luyện tiếp. Nếu như còn linh khí, Hoàng Thiên cứ thế một mực tu luyện, thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn là ngày tận thế. Hoàng Thiên chậm rãi thu công cực kỳ thỏa mãn với tu vi của mình hiện nay. Sau khi hú lên một tiếng hắn bay lên trời Dùng ẩn thân quyết ngựa kiếm phi hành Nhanh chóng quay trở về Trung Quốc Tốc độ ngựa kiếm phi hành Của kỳ ngưng mạch hầu kỳ tầng 5 Nhanh hơn trước đây rất nhiều Không tới 2 giờ sau Hoàng Thiên đã đến gần Bắc Kinh Hoàng Thiên dùng thần thức quét sơ qua Lập tức sửng sờ thắc mắc Đang xảy ra chuyện gì Đầu đầu cũng có những đám đông tụ tập với nhau Ai ai cũng đều trưng ra khuôn mặt tuyệt vọng Lẽ nào xảy ra chuyện lớn gì rồi à hoàng thiên bực bội cũng không thể nào bay thẳng xuống kéo một người ra hỏi chuyện được ở trên trời cách mặt đất ngàn mét hắn không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra vừa mở nhất thời hắn bị dọa cho giật mình điện thoại không ngừng có tiếng tinh tinh thông báo tin nhắn trong hộp thư chật ních hoàng thiên không dám chậm trễ hắn cảm giác chắc chắn là có chuyện gì lớn rồi như trời sắp sửa sập xuống hoàng thiên vội vàng mở đọc những tin nhắn và cuộc gọi dở một phần là của người thân và bạn bè ngoài ra phần lớn đều là của vương hoành thái hoàng thiên nhìn những cuộc gọi của vương hoành thái tần suất rất cao mỗi ngày mười mấy cuộc tin nhắn lại càng nhiều hơn nội dung tin nhắn rất ngắn gọn có việc khẩn cấp trả lời điện thoại ngay xem ra thật sự là có việc lớn xảy ra vương hoành thái có chức vị cao phải làm việc gì mới không xử lý được mà gọi cho hắn. Hoàng Thiên không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho Vương Hoành Thái. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, Vương Hoành Thái lao thẳng đến cầm lấy điện thoại. Giọng nói lo lắng của Vương Hoành Thái truyền tới. Cuối cùng cũng coi như ông trời phù hộ, Hoàng Thiên. Cháu rốt cuộc cũng trở lại rồi. Hoàng Thiên nói, ông nội Vương, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì rồi ư? Đúng, có chuyện lớn rồi. Hoàng Thiên cháu đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nhau bàn bạc, nhanh lên nhé. Ông nội vương, cháu tới liền đây. Vẹn vẹn mấy phút, Hoàng Thiên hạ xuống Tây Sơn Hội Đồng, xóa ẩn thân quyết, bước nhanh tới hướng biệt viện của nhà họ vương cách đó không xa. Hai người gặp nhau, nỗi lo lắng không yên của vương Hoàng Thái rốt cuộc cũng được buông bỏ. Vương Hoàng Thái cũng không biết vì sao mình lại tín nhiệm Hoàng Thiên đến thế. Rất nhanh cũng không có hàng huyên tâm sự gì vương hoàng thái kể rõ sự kiện gì đang và đã xảy ra cho hoàng thiên biết nghe rõ việc này trong lòng hoàng thiên cảm thấy kinh hãi thậm chí chảy mồ hôi lạnh xảy ra chuyện như vậy nếu như mình không kết thúc bế quan thì hậu quả khó mà lường hoàng thiên thầm biết ơn may là mình không còn linh khí tu luyện may mà mình đã bay từ hòn đảo nhỏ về bắc kinh hắn lặng lẽ thở vào một hơi sau đó nói ông nội vương chuyện này cháu sẽ giải quyết Thật sao? Vậy thì quá tốt. Vương Hoành Thái vui mừng. Vốn Vương Hoành Thái gửi gắm hy vọng của mình lên người Hoàng Thiên. Hiện tại là do Hoàng Thiên chính mình nói ra. Vương Hoành Thái mừng rỡ lập tức cao hứng nói. Hoàng Thiên à, có điều kiện gì cháu cứ nói đi. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện nay biện pháp tốt nhất là cho hành tinh này nổ nát. Cháu cần bom 10 lực cực lớn. Tốt nhất là một lượng lớn đạn hạt nhân. Mặt khác cháu cần bảo mật Không thể công bố là do cháu làm Chỉ những thứ này thôi sao Vương Hoành Thái không thể tin nổi Vốn cho rằng xử lý việc khó như vậy Cần phải hao phí nhân lực vật lực to lớn Và rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết Không nghĩ tới chỉ cần một hai điều kiện mà thôi Đạn hạt nhân thì dễ Quốc gia có không ít Hoàn toàn không thành vấn đề Về việc bảo mật Điều này cũng không thành vấn đề vương hoành thái suy nghĩ một chút rồi nói hoàng thiên tất cả đều không thành vấn đề chúng ta lập tức hành động ngay có điều cháu có ngại nếu quốc gia tuyên truyền không tuyên truyền là trung quốc sẽ đích thân giải quyết nguy cơ lần này ở vị trí của vương hoành thái đầu tiên là phải cân nhắc cho đất nước hiện đang có cơ hội tốt như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng một chút tuyên truyền có tác dụng rất to lớn cho danh tiếng của quốc gia Đương nhiên phải cố gắng tuyên truyền rồi, hơn nữa còn phải tuyên truyền trên phạm vi thế giới. Chỉ sợ người khác không biết đây là do Trung Quốc làm, nhất định chúng ta phải tuyên truyền. Sau khi hai người nhất trí, Vương Hoành Thái gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Điện thoại này thông thẳng đến cao tầng của nội các, vì thế mới có tình cảnh ban nảy, thư ký của Vương Hoành Sơn bừng bừng khi thế tiến vào trong phòng họp. Sau hành động nước Mỹ thất bại, không tới 2 giờ, người dân kinh ngạc phát hiện Trung Quốc hùng hổ tuyên truyền, nước họ sẽ giải quyết được đại nạn lần này của nhân loại. Mọi người không cần phải lo lắng, không cần kinh hoảng. Lời tuyên truyền như vậy che ngập bầu trời. Trên TV, trên Internet, tất cả đều là lời tuyên truyền này. Nhất thời toàn bộ thế giới chậm lại. Mọi người tự như nhìn thấy hy vọng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung hết vào Trung Quốc, mỏi mắt chờ mong. Tại nước Mỹ, hành động thất bại toàn bộ công chức nhà nước ủ rũ, tình cảnh bi thảm. Nhiều chính khách ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào đồng hồ điện tử đếm ngược. Ngay cả tổng thống Mỹ cũng lộ ra nét mặt chán chường. Đột nhiên, một người vội vàng xông vào, trên mặt còn lộ rõ vui mừng. Ngài tổng thống, Trung Quốc vừa công khai tuyên bố với toàn cầu, họ hoàn toàn có khả năng giải quyết nguy cơ lần này. Vậy sao? Tổng thống Mỹ lập tức vực dậy tinh thần, biểu cảm trên mặt phong phú. Sau đó, ông thì thào nói Ai mà ngờ được Trung Quốc lại có năng lực này Sau khi Tổng thống Mỹ lẩm bẩm một lúc Ông lên tiếng nói Các tín hiệu Chiếu ảnh tiểu hành tinh lên Trên màn hình to lớn nhìn rõ hành tinh nhỏ đang lao tới Đồng thời màn hình phía dưới còn đang đếm ngược Tổng thống Mỹ ngồi trên ghế nhìn chồng chọc vào hành tinh này Bên cạnh không ít quan lớn các cấp tất cả đều giống vậy đều nhìn vào màn hình bọn họ đúng là muốn nhìn xem trung quốc sẽ giải quyết ra sao trung quốc kiêu căng tuyên truyền đã vang vọng khắp toàn thế giới lượng lớn người đang tập trung như lấp ló thấy được hy vọng đặc biệt là ở một số quảng trường thành phố lớn người người tấp nập mọi người đều nhìn lên màn hình lớn của quảng trường một hành tinh nhỏ với tốc độ kinh hoảng bay tới địa cầu thậm chí có một nhóm người trên mặt lộ ra cảm kích hướng về trung quốc bắt đầu quỳ bái cũng có một số người bắt đầu yên lặng cầu khẩn, cầu khẩn Trung Quốc nhất định phải thành công. Lúc này Hoàng Thiên đã xuất phát, trong túi càng khôn của hắn tổng cộng có mười mấy đạn hạt nhân, hơn nữa đều là hạt nhân có uy lực khủng bố. Để cho an toàn, Hoàng Thiên một lúc liền đòi rất nhiều đạn hạt nhân, nếu như không nổ nát được hành tinh đó thì lưu lại những đầu đạn hạt nhân này cũng không có tác dụng. Ở chỗ giao hàng bí mật trong khu quân sự, Hoàng Thiên lấy mười mấy đầu đạn hạt nhân này, bỏ vào trong túi càng khôn, sau đó dùng ẩn thân quyết, chân đạp phi kiếm bay ra ngoài không gian, bay tới chỗ hành tinh nhỏ. Tu vi Hoàng Thiên đã là ngưng mạch tầng năm hậu kỳ, tốc độ phi hành nhanh hơn trước rất nhiều. Hoàng Thiên gia tăng tốc độ phi hành, khoảng cách giữa Hoàng Thiên và hành tinh càng ngày càng gần. Trái đất sau lưng Hoàng Thiên càng ngày càng nhỏ. Lúc này Hoàng Thiên đã có thể nhìn thấy hành tinh nọ theo thời gian phi hành, hành tinh dần dần lớn lên. Thời điểm tiếp cận hành tinh nhỏ, trong lòng Hoàng Thiên hơi khiếp sợ. Bề mặt của hành tinh này đầy gai nhọn như răng lược. Tình huống cực kỳ phức tạp, xem ra khó có thể tiếp đất trực diện. Hoàng Thiên quay người, bay sang mặt bên của hành tinh nhỏ. Phí một chút công sức, cuối cùng Hoàng Thiên cũng đắp đất thành công. Chân dẫm lên mặt đất, hắn thả thần thức ra xung quanh. Theo đó trong lòng Hoàng Thiên hơi khiếp sợ hành tinh nhỏ này có mật độ kim loại rất cao nên mới cứng rắn như vậy. Hắn nhập một khối nham thạch trên đất lên, dùng sức bóp thử độ cứng rắn. Quả nhiên, cứng hơn nham thạch bình thường rất nhiều. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hoàng Thiên. Đồng thời hắn cảm thấy âm thầm may mắn. May là mình cầm theo mười mấy đầu đạn hạt nhân. Nếu không chỉ dựa vào một hai đầu đạn hạt nhân, đúng là không có cách nào hoàn toàn phá hủy đi hành tinh này. Tiếp tục thả thần thức ra ngoài, thần thức của Hoàng Thiên có thể bao trùm cả trăm dặm cho dù là đồ vật bí ẩn hay đồ vật ngăn cản thần thức, thì đều có thể phát hiện ra một chút. Hoàng Thiên cứ vậy phóng thần thức ra. Rất nhanh hắn cảm thấy vui vẻ. Lại còn có phát hiện như vậy. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tu vi của mình đã đạt đến ngưng mạch hậu kỳ, có thể luyện chế trận kỳ cấp 4 và bày bố trận pháp cấp 4. Không ngờ trên hành tinh này lại có vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 4, hỏa làm xa. Không biết Hành tinh này đến từ đâu? Ai mà ngờ, sâu trong chỗ này lại có hỏa làm xa, hơn nữa còn không ít. Trong lòng Hoàng Thiên mừng như điên, vận độn thổ quyết hướng về sâu trong lòng đất, đi thu hoạch những vật liệu hiếm có. Trên mặt đất đều đang hướng mắt về hành tinh nhỏ, không ít kính thiên văn, không ít vệ tinh, không ít thiết bị dò xét đều theo dõi sát hành tinh này. Mọi người phát hiện hành tinh đó vẫn như trước, vẫn phi thẳng tới với tốc độ kinh khủng, không hề có một chút dấu hiệu chuyển biến. Cũng không nhìn thấy phi thuyền của Trung Quốc, càng không nổ tung. Nhất thời không ít người âm thầm lo, mà thời gian thì cứ từng phút từng phút trôi qua. Thời gian dần dần trôi đi, khoảng cách hành tinh nhỏ va chạm trái đất chỉ còn 20 tiếng đồng hồ. Lại mấy tiếng nữa đi qua, còn lại 15 tiếng. Rất nhanh, chỉ còn chưa tới 15 tiếng là tận thế sẽ tới. Toàn bộ thế giới yên tĩnh, không có ồn ào huyên náo tất cả như cô động. Trên TV, trên Internet, chỉ có Trung Quốc vẫn còn truyền tin. Phần lớn mọi người đều tin rằng Trung Quốc nhất định có thể hoàn toàn phá hủy được hành tinh này. Lại nói bây giờ, Hoàng Thiên đang ẩn vào lòng đất, trắng trợn thu hoạch vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 4 hỏa làm xa. Cơ hội như vậy hắn đương nhiên phải nắm lấy. Trên địa cầu linh khí thiếu thốn, tìm kiếm vật liệu cấp 4 cũng không có đơn giản, sau khi thu hoạch xong hỏa lâm xa hoàng thiên thỏa mãn nhìn nhẫn trữ vật ở trong nhẫn trữ vật có một đống hỏa lâm xa to lớn đây là thành quả của lần thu hoạch này dùng thần thức quét lại không còn phát hiện thêm bất kỳ hỏa lâm xa nào hoàng thiên mới bắt đầu làm chính sự hắn trốn vào trung tâm của hành tinh mỗi 1.000 m sẽ đặt một đầu đạn hạt nhân mỗi đầu đạn hạt nhân nổ tung tương đương với hơn ngàn tấn thuốc nổ tnt viên to nhất tương đương với 20 triệu tấn tnt ở trung tâm của hành tinh. Hoàng Thiên mở một không gian nhỏ nhỏ, sau đó đặt đầu đạn hạt nhân uy lực to lớn ở đây, điều chỉnh thời gian nổ. Khi còn trên mặt đất, Hoàng Thiên đã trải qua khoa huấn luyện cấp tốc, đã biết sử dụng đạn hạt nhân như thế nào. Hắn lấy một đầu đạn đặt ở trung tâm ra, ở phía khoảng cách chừng 2-3 km, mỗi một khoảng cách như vậy sẽ đặt một đầu đạn hạt nhân. Tổng cộng có 6 đầu đạn hạt nhân. Hoàng Thiên phỏng đoán cho dù hành tinh này có cứng cỡ nào, nhiều đầu đạn hạt nhân ra sao, nếu cùng nổ tung thì hành tinh này cũng phải vỡ vụn. Chỉ đặt 6 đầu đạn trong túi hoặc càng khôn của Hoàng Thiên còn thừa 7-8 đầu đạn hạt nhân. Những đầu đạn hạt nhân này Hoàng Thiên sẽ thu làm của riêng, không có ý định trả lại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn dùng đồn thổ quyết, độn ra khỏi lòng đất. Ở trạng thái ẩn thân, Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành hướng xa xa bay đi. Hắn cực kỳ cẩn thận, không thể để lộ mình, hắn biết toàn thế giới đều đang theo dõi chỗ này, sau khi ẩn thân phi hành ra xa khỏi hành tinh nhỏ, Hoàng Thiên nhìn thời gian, từ giờ tới lúc đạn hạt nhân nổ tung còn 5 phút. Hoàng Thiên đã ở cách rất xa hành tinh nhỏ, hắn dừng phi hành, chưa muốn rời đi vội, đạo khổ sở nhọc nhằn sắp xếp, thế nên hắn cũng muốn nhìn xem uy lực của 6 đầu đạn hạt nhân đó ra sao. Trên địa cầu còn không tới 10 tiếng là sẽ xảy ra va chạm. Nhiều người trong lòng âm thầm lo lắng, thậm chí có hơi thất vọng. Mãi đến tận bây giờ, hành tinh này vẫn chưa có gì khác biệt, vẫn lao tới địa cầu. Đột nhiên, số đông đang nhìn chăm chăm màn hình, nhìn thấy một vòng ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Một vụ nổ khủng bố nổ ra, hành tinh kia bị nổ chia năm sẽ bảy, kém chút thì đã thành bột mịn. Này! Đây, chuyện này! nhìn thấy cảnh này toàn bộ đám đông như hóa đá ngơ ngác hạnh phúc tới quá bất ngờ mọi người đều không cách nào tin khó mà tin được cảnh tượng trước mặt lại là sự thật phải mất một lúc lâu sau mọi người mới kịp phản ứng nhất thời toàn bộ thế giới rồi rụt thành công rồi trung quốc nói được làm được thật sự thành công rồi hình ảnh tinh cầu nổ tung truyền khắp các mạng lưới xã hội nhiều đến nỗi hình ảnh đó còn khắc ghi ấn tượng sâu sắc trong đầu rất nhiều người Trung Quốc vốn đang căng thẳng vì thời gian chẳng còn được 10 tiếng. Phần lớn đều đang rối rắm hoang mang trong lòng. Sau đó lại xảy ra sự kiện khiến cho người ta khó có thể tin. Ánh sáng lấy lên, hành tinh nhỏ nổ tung. Các thường ủy kích động, vùng vẫy cánh tay. Đa số đều biết Hoàng Thiên nói được làm được, bởi mà lại thật sự thành công. Thành công phá hủy đi hành tinh nhỏ. Trong vũ trụ, hoàng thiên chân đạp phi kiếm say sưa nhìn cảnh này hệt như một đá hoa lớn quá đẹp ở vị trí này của hoàng thiên nhìn càng rõ hơn càng đồ sộ hơn sáu đầu đạn hạt nhân nổ tung trước mặt mình hình ảnh đặc sắc như vậy không phải là thứ mà người thường có thể thấy nổ xong hành tinh này lập tức biến mất không thấy bóng dáng địa cầu đã an toàn đại kiếp nạn của nhân loại đã được tiêu trừ trong lòng hoàng thiên vô cùng vui sướng ngự kiếm bay về trái đất liên tiếp mấy ngày sau khi phá hủy thành công hành tinh nhỏ, toàn bộ thế giới vô cùng náo nhiệt, người người đều mừng rỡ, bàn tán sôi nổi về chuyện này. Không nghĩ tới Trung Quốc lại có thực lực như vậy. Vụ nổi lớn được không ít người quay lại video. Lúc không có chuyện gì làm sẽ mở ra xem, xem hoài không dán. Sau khi từ vũ trụ quay về đến Bắc Kinh, Hoàng Thiên được lãnh đạo các cấp liên tục xin gặp, ai nấy đều hết sức cảm kích. Còn Hoàng Thiên thì như loại như chuyện cẩn con. Chuyện này với người khác mà nói khó như lên trời Nhưng đối với hắn chỉ là việc nhỏ như con thỏ Ở lại thủ đô mấy ngày Hoàng Thiên cũng bận biểu Không chỉ đi tới trung tâm thương mại Phú Giai Mà còn đi tới công ty Bạch Bã Không chỉ đi thăm người nhà Cùng đi chơi với hàng tuyết Mà thậm chí còn cùng Vương Tự Vĩ uống rượu Và ngày sau Hoàng Thiên ngự kiến phi hành tới các nơi trên thế giới Bày trận ngũ quỷ vận tài Ở các trung tâm của Phú Giai trong mấy tháng Hoàng Thiên Bế Quang tu luyện, trung tâm thương mại Phú Giai một đường thành công đặt đất, đã mở thêm không ít chi nhánh. Riêng ở Mỹ đã có 67 chi nhánh, ở Tây Âu cũng hơn 50 cái. Tại Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có không ít. Trong mấy ngày bày trận, Hoàng Thiên đã gặp Tạc Tắc Lâm ở Mỹ. sinh Dê Doanh ở Hàn Quốc. Xong xuôi hết thảy, hắn ngự kiếm phi hành đi tới Đông Hải. Hoàng Thiên chuẩn bị ở Đông Hải mấy ngày thải lỏng, trước đó đã bế quan tu luyện vài tháng xong lại đi giải cứu trái đất tiếp theo còn đi bày trận đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi hắn ngựa kiếm phi hành bay đến gần công ty đá quý đại thông bỏ đi ẩn thân quyết hoàng thiên nhàn nhã đi bộ trên đường đi y như một người bình thường nhìn thấy ven đường có quán ăn vặt hoàng thiên thậm chí còn dừng lại mua một phần vừa đi vừa ăn đây là một con phố rộng rãi phồn hoa ngựa xe như nước nhà lầu sang sát, đây mới là thật sự là một thành phố lớn. Thông dòng đi bộ một lúc, Hoàng Thiên nhìn thấy một siêu thị lớn, đây là một chi nhánh khác của Phú Dài. Hoàng Thiên bước vào, sản phẩm bên trong rất nhiều, thần một có các loại mỹ phẩm, đá, đồ quý trang sức, đồng hồ đeo tay sang trọng, rực rỡ muôn màu, rất thu hút ánh nhìn của người khác. Trung tâm thương mại này người đông như dệt cưỡi, chuyện làm ăn nhìn qua có vẻ rất tốt, Hoàng Thiên biết trung tâm này đã bày trận tụ tài, chuyện làm ăn đương nhiên là tốt rồi. Hắn đi tới khu đá quý trang sức. Ở khu này, quầy của công ty đại thông là lớn nhất, vị trí cũng tốt nhất. Các loại đá quý đồ trang sức đầy đủ phỉ thúy hoàng kim ngọc thạch, cũng không thiếu trang sức dương chi bạch ngọc. Hoàng Thiên đi tới quầy đá quý đại thông, tràn đầy phấn khởi xem. Nhân viên bán hàng thấy Hoàng Thiên có khí chất bất phàm, lập tức vây đến nhiệt tình chào mời xin chào quý khách quý khách muốn mua châu báu đồ trang sức gì để tôi giới thiệu cho hoàng thiên cười nói tôi chỉ xem qua thôi thấy hoàng thiên nói như vậy nhân viên bán hàng không hề mất kiên nhẫn mà còn lễ phép nhiệt tình nói dạ được quý khách cứ xem nếu như cần trợ giúp thì gọi cho tôi hoàng thiên khẽ mỉm cười xem quầy đá ngọc tuần viên tuần viên đá ngọc tinh khiết sau khi trải qua gia công trở nên vô cùng đẹp đẽ Hoàng Thiên đang thưởng thức những đá ngọc này, đột nhiên hài lòng nở nụ cười, đồng thời ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Hoàng Thiên phát hiện Trịnh Nhược Đồng đang mừng rỡ đi tới chỗ của hắn. Hôm nay cô cũng là đột nhiên nhớ tới chuẩn bị đi đến chi nhánh vàng bạc đa quý đại thông xem một chút, không ngờ lại gặp phải hình bóng quen thuộc, là bóng người mà cô ngày nhớ đêm mong. Chồng yêu, sao anh lại ở đây chứ? Trịnh Nhược Đồng ngạc nhiên vui mừng. Nhược đồng, anh đang chuẩn bị sang thăm em. Nhìn thấy trung tâm này, lập tức đến xem thử. Quầy đá quý này kinh doanh rất tốt. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn coi là ai đang điều hành đại thông. Trịnh Nhược Đồng vui vẻ đắc ý. Sau đó hình như cô nhớ ra điều gì, lặng lẽ véo eo Hoàng Thiên một cái. Nè, cái đồ đáng ghét. Mấy tháng rồi cũng không có tìm em. Dựa vào mấy cuộc điện thoại, mấy dòng tin nhắn. Nghĩ rằng em đã thỏa mãn rồi sao? vợ yêu không phải anh đến đây rồi ư mấy ngày tới anh sẽ ở lại cùng em là thật sao chồng yêu à anh là đàn ông nói lời nhớ giữ lời tất nhiên rồi có điều hiện nay đã sắp đến trưa có phải là nên mời anh một bữa cơm hay không được rồi em khao anh trịnh nhược đồng sẵn khoái đồng ý hai người tay trong tay thân mật ra khỏi trung tâm thương mại sau đó bước lên chiếc che của trịnh nhược đồng hai người cùng đi đến một nhà hàng sang trọng gần đó hai người cùng trò chuyện trịnh nhược đồng nói chồng à anh tới thật đúng lúc tối nay vừa vặn có một buổi đấu giá từ thiện của thành phố đông hải chúng ta cùng tham gia có được không đấu giá từ thiện hoàng thiên hiển nhiên không cảm thấy hứng thú chồng à em lấy một sợi dây chuyền từ đại thông ra đi thử xem có thể đấu giá được bao nhiêu tiền vậy cũng tốt tối nay chúng ta cùng đi xem buổi đấu giá này của Đông Hải thực chất là buổi giao lưu của giới quý tộc rất náo nhiệt. Địa điểm đấu giá là một khách sạn, phòng tiệc rộng lớn sang trọng được bố trí thành phòng đấu giá. Hoàng Thiên và Trịnh Nhật Đồng lái xe tới nhà hàng, nhìn thấy rất nhiều xe của giới hào môn, vả lại không ít biển số xe đều là của thành phố Đông Hải. Hoàng Thiên nghĩ thầm, có lẽ là buổi đấu giá từ thiện này sẽ rất là náo nhiệt. Chủ sự lần này là nhà Đông Hải, một nhà chuyên lập quỹ từ thiện. Hoàng Thiên chuẩn Hoàng Thiên xuống xe ở nhà hàng Thoáng nhìn qua loạt xe sang trước cửa Không khỏi khẽ mỉm cười Sau đó nắm bàn tay nhỏ của Trịnh Nhược Đồng Hai người cười nói cùng đi vào Đi thang máy xuống tầng trệt Nơi diễn ra đấu giá Hoàng Thiên tiến vào phòng bán đấu giá Mắt chợt sáng Nơi này thật náo nhiệt Đã có không ít người Nam thanh nữ tú Thường nhân có tiếng Nhìn ai cũng không phải người đơn giản từ cử chỉ, khi thế đến các phương diện khác cũng hoàn toàn hơn người. Phòng ban đấu giá là phòng tiệc, trong đó có một nửa là tiệc đứng, có đồ ăn, rượu ngon, đồ uống. Buổi ban đấu giá còn lâu lắm mới bắt đầu, mọi người có thể ăn ít đồ ăn để mà chờ. Hoàng Thiên trên căn bản không quen biết bất kỳ ai ở chỗ này, cần trịnh nhục đồng thì ngược lại. Thỉnh thoảng lại có người đi tới chào hỏi trịnh nhục đồng. Thấy Hoàng Thiên, những người này đều ngạc nhiên thầm nghĩ Chẳng lẽ đây chính là bạn trai của Trịnh Nhược Đồng? Đã sớm nghe nói hai mỹ nữ của nhà Đông Hải là hoa đã có chủ. Quản lý đáng quyến Đại Thông là Trịnh Nhược Đồng, vừa có tài vừa có sắc. Không chỉ đưa Đại Thông đi vào nề nếp, mà còn có một người bạn trai thần bí. Lẽ nào chính là vị trẻ tuổi này đây? Với những người tới chào hỏi, Hoàng Thiên cũng theo phép lịch sự mỉm cười theo Trịnh Nhược Đồng. Hắn cầm một ly rượu vang lên thưởng thức. Rượu vang cũng không tệ lắm, Hoàng Thiên cảm thấy hài lòng. Hai người ăn một ít đồ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đã sắp tới 8 giờ tối. 8 giờ tối, toàn bộ đèn phòng đều thay đổi, một nữ chủ trì xinh đẹp đi tới khán đài đấu giá. "Thưa các quý ông, quý bà." Nữ chủ trì xinh đẹp này chào hỏi một chút, sau đó giới thiệu qua những sản phẩm sẽ được đấu giá. Những vật phẩm đấu giá đều là của nhà Đông Hải, có hàng xa xỉ, có châu báu, có đồ cổ. Phía trước là một màn hình lớn, chiếu hình ảnh những vật đấu giá, mấy chục hình ảnh chậm rãi luân phiên thay đổi. Trịnh Nhược Đồng chỉ vào một sợi dây chuyền rất đẹp, rồi nói. Chồng à, đó chính là dây chuyền đá ngọc từ đại thông chúng ta. Nếu như bán ở quầy, sẽ được giá khoảng 150 vạn. Hoàng Thiên gật đầu, đánh giá những món đồ đấu giá khác. Thế nhưng chỉ có hình ảnh và vài giới thiệu đơn giản thì không thể nào đánh giá được chính xác. Hắn cũng không biết chính mình liệu sẽ có mua một hai cái hay không. Người phụ trách lên sàn đọc diễn văn, phát biểu mấy phút rồi chuẩn bị bán đấu giá. Rất nhanh, vật đấu giá đầu tiên được một nhân viên mặc sườn xám bưng lên. Là một chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới, rất nhanh được đấu giá lên đến mười mấy vạn. Dùng món đấu giá đằng sau đều không làm cho Hoàng Thiên rung động chút nào. Dây chuyền của công ty Đại Thông xếp số thứ tự 12, quả thật được bán với giá 150 vạn lại đi qua vài món đấu giá nữa có đồ cổ có một số đồ đồng thau nhìn qua khá là tinh mỹ đấu giá lên đến mấy triệu giá cả như vậy hơi ngoài ý liệu của hoàng thiên đồ đồng thau như vậy trong những hoàng thiên có rất nhiều hơn nữa mỗi cái đều tinh xảo hơn nhiều một món như vậy được tới mấy triệu hoàng thiên thầm nghĩ mình có hơn mấy chục cái mỗi cái có thể bán được mấy triệu có nhiều món khá lớn và hết sức tinh mỹ còn có vài món đồng thau từ thời thương chu có thể sánh ngang với quốc bảo. Khi bán tới vật số 22, mắt Hoàng Thiên sáng lên thậm chí hơi có phần kích động. Trịnh Nhược Đồng ở một bên nhận thấy biến hóa của Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn hắn rồi quan tâm hỏi. Chồng à, anh sao vậy? Gì chứ? Hoàng Thiên rất nhanh kịp phản ứng, lập tức bình tĩnh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Số 32 cũng là một món đồ đồng thau, là một cái vạt khá tinh xảo đẹp mắt trong không lớn, phỏng chừng tầm mười mấy kg. Nhìn qua không khác gì món đồ đồng thau bình thường. Nhưng Hoàng Thiên có thần thức mạnh mẽ. Đúng lúc đó Hoàng Thiên quét thần thức qua, ngay lập tức phát hiện điều bất thường. Sau khi bình ổn tâm trạng, hắn thở dài. Thật xảo diệu, quả thật, chính là hoàng mỹ vô khuyết. Nếu như không phải mình có thần thức mạnh mẽ, thì đã không phát hiện ra rồi. Dù lúc Hoàng Thiên còn đang cảm thán sự may mắn của mình thì cái mặt đồng thau đã bắt đầu được bán đấu giá. Hiển nhiên, những người tham gia đấu giá lần này có không ít người yêu thích đồ đồng thau, đặc biệt là đồ đồng thau tinh mỹ. Giá bán của vạc này cứ thế mà tăng lên, rất nhanh đột phá 5 triệu. 5 triệu đối với người bình thường mà nói là một khoản kết xù, nhưng với Hoàng Thiên chỉ như muối bỏ bể, hắn trực tiếp dơ biển 6 triệu. Người bán đấu giá hô lớn tiếng rõ ràng là rất hài lòng, có điều rất nhanh giá lại tiếp tục kéo lên tới 8 triệu. Hoàng Thiên nhìn qua mấy người đang cạnh tranh, hắn cũng lười dông dài phiền phức, trực tiếp nâng bài 10 triệu. Nhất thời toàn bộ phòng đấu giá ồ lên, vô cùng để phục Hoàng Thiên. Với những ánh mắt này, Hoàng Thiên chỉ khẽ mỉm cười. Mấy người cạnh tranh vừa rồi đành từ bỏ. 10 triệu lần đấy đã vừa qua giá thật của món đồ này rất nhiều rồi. Còn có một ông già rất vừa ý với món đồ đồng thau này, thử bỏ thêm 500 ngàn rất nhanh, Hoàng Thiên trực tiếp ra giá 20 triệu. Ở đây, Hoàng Thiên lúc này giống như một tên cường hào. Trong đám người, Hoàng Thiên hoàn toàn có tư cách làm cường hào. Tiền đối với hắn mà nói vẫn vẹn chỉ là một con số. Lấy ra một con số không đầu là đủ chết ngất đám người này rồi. 20 triệu! Người bán đấu giá bị niềm vui ập đến, lập tức lớn tiếng kinh hô như thể bị tăng xong. 20 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Có ai có thể ra giá cao hơn 20 triệu hay không? Một lúc lâu cũng không có ai ra giá cao hơn 20 triệu. Cái vạc đồng thau này đã được Hoàng Thiên mua về. Thấy Hoàng Thiên bỏ ra 20 triệu chỉ để mua một cái vạc, trịnh ngược đồng rất khó hiểu. Lẽ nào chồng mình rất thích đồ đồng thau, nhưng mà cũng quá đắt rồi. Hoàng Thiên cười nói, không đắt, không đắt chút nào, hôm nay anh xem như là luận được một món hời. 20 triệu không đắt mà còn lượm được một món hời trịnh nhược đồng nghĩ mãi mà không hiểu hoàng thiên nhìn ra sự thắc mắc của cô nhưng mà không có giải thích hắn chỉ khẽ mỉm cười may mà trịnh nhược đồng không hỏi nhiều trên người hoàng thiên đâu đâu cũng là bí mật cô không hỏi được cô biết hoàng thiên khẳng định có bí mật nhưng những bí mật này chỉ thuộc về riêng hắn có lúc cô cảm thấy hắn thần bí như vậy thì sẽ càng hấp dẫn hơn có thể đó là điểm khiến cho cô yêu hoàng thiên buổi đấu giá kết thúc, Hoàng Thiên cũng không phát hiện thêm đồ vật gì hấp dẫn nên cũng không ra tay. Sau khi hoàn thành xong hết thủ tục, vạt đồng thau này đã về tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm cái vạt này lên dùng thần thức quét qua, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hôm nay tới tham gia buổi đấu giá từ thiện này đúng là đúng đắn, không thì sẽ không có thu hoạch lớn đến vậy đâu. Kết thúc tập 89 Bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.